Người dân khu vực vườn quốc gia Núi Chúa ở thôn Mỹ Hòa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, không ai không biết đến anh Lê Đình Tuệ. 4 năm với công việc bảo tồn biển, anh Tuệ cũng như nhiều cán bộ khác đều cảm thấy gắn bó với ngôi nhà thứ hai của mình. Hôm nay, như mọi tuần, là ngày mà anh Tuệ cùng tình nguyện viên xuống biển kiểm tra các rạn san hô, đồng thời giám sát không cho ghe tàu neo đậu. Chúng tôi thường xuyên lặn giám sát cái rạn san hô, giám sát về đa dạng sinh học, các loại cá thủy sinh, thiên địch gây hại rạn san hô như sa biển gai. Mỗi lần anh lặn xuống dưới đó thì anh mới cảm nhận được cái biển đẹp giống như là Long Cung. Tối cùng ngày, anh Tuệ dẫn chúng tôi ra khu vực bãi thịt. Đây là nơi rùa biển chọn đẻ trứng, ấp con. Tổ tình nguyện chăm sóc rùa biển là những người dân địa phương, thay phiên nhau đi tuần tra từ đêm đến rạng sáng hôm sau. Có mưa có gió, độ ẩm không cao thì nó xiên lên. Đôi lúc là anh em khi đi tuần nó lại không gặp. Khi đi về nghỉ lại thì nó lên nó điểm, thì mình xóa được cái dấu vết cái con rùa để mà đánh lừa người dân người ta cho khỏi biết. Cái này là cái sự yêu thích của mình thôi chứ không ai bắt buộc mình. Cứ mỗi khi nhắc đến rùa biển, anh Tuệ lại không giấu được sự háo hức và xúc động của mình. Đầu tiên là nó đi từ biển lên, nó đào cái lỗ này thì nó không có đủ độ ẩm, nó lại bò qua, tiếp qua bên này. Nó tạo được cái hố tròn, hố để, xong rồi nó lắp hố rồi nó tiếp tục nó trở về biển. Khi mà phát hiện rùa để, anh em thấy vui lắm. Khi nó để xong thì con rùa rất là mệt, bò từ từ, khi đó thì nước mắt của nó chảy ra. Nếu mà các bạn nhìn thấy cái cảnh đó thì chắc các bạn không bao giờ mà đụng tới rùa biển đâu. Những chú rùa con sẽ quay trở lại biển khơi. Những rạn san hô vẫn tiếp tục phát triển. Đó là ước mơ và cũng là niềm hạnh phúc của cán bộ và người dân nơi đây. Nhất là của những người yêu thiên nhiên như anh Tuệ.